Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn phối ghép nhé. Đây là bộ MX5500DV đời 4 số ghép với cả cặp loa Denon ME33. Đấy. Bộ này thì nó ghép vào thì nó nghe nhạc cũng rất là hay và cái tầm giá cũng rất là vừa phải đó các bác nhé. Cả bộ này của nó là đi có 2 triệu 6 thôi. Để bác nào đang có nhu cầu mua thì là liên hệ sớm cho bên em nhé. Đấy, bộ này thì là nó loa vẫn đầy đủ căng nhé. Càng đóng mất rồi nhé. Đây. Đây, căng đây nhé. Cái này về thì là nó cái căng này nó hơi hơi rách tí nhá. Nói chung là vận chuyển về thì cái này là cái nó bảo vệ mặt loa nên là có những cái tổn thương thì đầu tiên là cái mặt loa nó chịu đã thì là cái ấy căng nó chịu trước á. Nên nói chung là cái việc mà nó về mà nó xước sát một tí nó không tránh được nhá. Về thì cái này thì các bác một là có thể giữ lại để căng lại cái vải này nhá. Hai là các bác có thể là bỏ sang một bên, các bác để như này cho đẹp tùy các bác. Nhiều bác là về là các bác cũng không che căng vào đâu, bởi vì che căng vào nhìn nó rất là không đẹp. Kể cả là cái căng nó có đẹp đi chăng nữa, che vào đây thì nó cũng bị che hết các cái nọ ở bên trong, nhìn nó rất là không được hoành tráng. Các bác thường xuyên các bác bỏ ra như này để nhìn cho đẹp hơn. Và cái nữa là đặt cái để cái căng vào đấy đôi khi là nó có vật cản phía trước, âm thanh nó cũng bị cản đi một phần nào đấy thì nghe nó cũng sẽ đỡ bị thoát tiếng hơn. Đấy, nào nó bị nó không thoát tiếng đấy nhá, thế nên là bỏ cái căng ra thì nó sẽ thoát tiếng hơn đấy, được không ạ? Nên là đấy, cái căng thì em quay cho các bác biết đấy. Bác nào đấy thì lấy, không đấy thì bỏ nhá. Còn bộ dàn đến ông MX5500DV đây, hàng nó về thì như các bác thấy này, hàng là nhìn chung là còn đẹp nhá. Đấy, loa đây. Này. Nói chung là bộ này là về là loa các kiểu nó góc cạnh nó còn đẹp luôn. Này. Này. Loa màng carbon gân cao su nên là tiếng bass của anh rất là uy lực. Dùng để nghe nhạc vàng, nghe nhạc liên khúc rồi để nghe một số các cái dòng remix cũng rất là hay nha. Đấy, và đặc biệt là trên mặt máy, đặc biệt là trên mặt máy là con này nó có nút chỉnh bass tép, nút tông này. Và ấn tông các bác có thể chỉnh được bass tép thì muốn nhé. Đây, đầu tiên là ấn tông lần đầu ra OBT, à tân lần đầu ra SDB này. Đấy. Thì bác là muốn nghe nhiều bass tép để on nó lên thì nó sẽ tăng cường thêm bass tép vào nhé. Còn nếu không thích nhiều bass tép thì để off. Đấy. Tiếp này, ấn tông này ra bass này. Đấy. Thì mình nghe nhiều bass thì mình sẽ vặn lên để tăng bass lên, còn nghe ít bass thì mình sẽ giảm về nhé. Tiếp lần nữa sẽ chép đấy. Thích nghe nhiều tép tăng lên, thích ép tao giảm về nhá. Đây em sẽ cho tiếng nó to lên cho các bác nghe cảm nhận thử nhé. Em cho qua cái bài này nhé, bài này nó bị ghi lỗi, lúc nào đến cái bài này nó cũng có cái tiếng xẹt 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 này, và nhiều người nghe thì sẽ bị hiểu nhầm là cái con này nó bị lỗi tiếng gì đấy. Đây, tông này, ra bát này, nghe nhiều bát tăng lên này, nhận thêm bát giảm về đây. Và con này em đang thử bằng đường quang nha. Đấy, ấn nút ra chép này. Các bác thấy không ạ? Đấy, nó khác nhau nhé. Thế thì nghe nhiều bát thì ít bát, thì nhiều tép ít tép thì tăng giảm ở trên cái phần chỉnh tông này nhá. Chỉnh xong để kệ nó sẽ tự nó lưu lại. Đấy. Đấy, và con này thì em bán là chủ yếu là bao chạy công suất, về các bác cắm máy tính điện thoại nghe nhạc và cắm đường quang TV nghe nhạc nhé. Và cái DVD này thì nói chung là nó lâu ngày rồi. Đấy, thường thì là cái này nó sẽ rất là kén đĩa. Đấy, nên là em bán em không bao chạy đĩa nhé. Đấy, về các bác tự test. Đấy, nếu dùng được thì dùng được đi thôi nhé. Đấy, còn đây là đường quang này. Đấy, đường quang đang chạy bình thường này. Đấy, em đang test đường quang này nha. Đây, muốn chuyển được các đường vào này thì các bạn ấn like, chuyển nó về đúng các đường vào mà mình muốn nghe nhé. Ví dụ như các anh cắm điện thoại máy tính vào đường tép này thì các anh chuyển về đường tép nó sẽ có tiếng từ máy tính điện thoại ra. Còn ví dụ như mình nghe nhạc từ đường quang thì mình cắm dây quang từ TV xuống này, cắm vào đường đằng sau đây nhá, cắm đường OBT ở đây, sau đó chuyển đường quang sang chuyển đường vào sang đường OBT là sẽ nghe được nhạc nhé. Đây, còn đây dễ nhất thì là cắm đường điện thoại ở trên cùng đường tép in, sau đó là chuyển sang đường tép mà được nhé. Đấy. Còn đây là em đang nghe bằng đường quang này. Đấy,
các bạn thấy không, tiếng bát nó rất là căng và chép rất là sáng nhé, thu gom rất là sâu đấy. Thì lấy đường quang nhá. Còn đây đường điện thoại là các bạn ấm line và chuyển nó sang đường vào là đường tép nhá. Còn ví dụ các bác không cắm đường tép nhá, các bác không cắm đường tép, các bác cắm đường khác, các bác cắm đường AUX ở đây nhá, thì các bác phải chuyển đến đường AUX nhá. Thì nó mới có tiếng. Chứ nhiều bác bảo em hướng dẫn là cắm đường tép mà anh chuyển đường tép chả có tiếng gì cả. Thì là các bác đang bị hiểu nhầm ý em, tức là gì? Mình cắm đường vào là ở đường nào thì mình chuyển đúng đường đấy. Ví dụ em hướng dẫn các bác một cách đơn giản nhất là gì, đường trên cùng này mình cắm một phát vào đây mình chuyển ở đường tép là xong, các đường dưới này thì không quan tâm đấy. Còn nếu như mà để mở rộng ra thêm nhá, thì đây có đường in này, đường tép in này, AUX in này, AUX in là đường AUX 1 in nha và đường AUX 2 in, thì các anh cắm vào đường nào trong ba cái đường in này thì các anh chuyển đúng đường in đó thì nó sẽ có tiếng, đúng không ạ? Đây ví dụ em cắm đường AUX 1 in này thì em sẽ phải chuyển sang đường AUX 1 nó có tiếng này đấy nhá. Này, này, AUX 1 này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, các bác nghe đây. Con này tiếng bass nó rất là hay, nên là nhiều bác nào mà thích nhiều bass thì là lấy những bộ này nha. Nghe nhạc rất là hay luôn, 2.6 thôi nhá, 2.6 cả bộ thôi nhá. Ví dụ bây giờ mình nghe nhạc remix đi. Remix nhá. Bước chờ thì em chuyển mạng nhé. Nó một đời anh đi xa để ngàn lần anh nhớ mãi ngày ấy con đò đưa tiễn một người như khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng câu thương câu đợi câu chờ. Trong đêm mang từng dòng thương quen trao anh, với
nhá. Đấy thì đấy là một đoạn remix nhá. Để con mới 5500 DV này thì là em bán với giá là 2.600.000. Vâng, giá này chưa bao gồm phí vận chuyển, vâng nhá, chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa có đổi nguồn, chưa có dây quang nhá. Đấy. Nhiều bác hỏi là cái này có đổi nguồn dây quang chưa, đây giá này là giá chưa có các cái đấy nhá, vì các cái này đấy, nhiều bác là ở nhà các bác có sẵn rồi nên em trừ luôn các cái tiền đấy vào cái sản phẩm luôn cho các bác rồi các bác về các bác mua cho dễ, đúng không ạ? Đấy nhá. Mà thôi cái này như này đi nhá, riêng hôm nay nhá. Em tặng thêm cho các bác một cái dây quang này. Đấy. Em tặng thêm các bác cái dây quang này là hàng tốt đấy nhá. Đấy, cho xin, hàng cho xin dây dài 1.5m, hàng cho xin hàng tốt của Hàn Quốc. Con này thì của cái dây này thì là được nhà máy sản xuất ở đâu đây của China nhá. Đấy. Hiểu chưa? Hàng này là của Hàn Quốc nhưng mà được sản xuất tại China nhá. Đấy. Được chưa? Đấy. Rất là rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ nha, nó không có gì mập mờ cả. Ví dụ như các cái dây, nhiều cái dây nó không ghi made in China đâu mà nó ghi made in Korea thì nhiều khi cái dây đấy có khi là dây vớ vẩn nhá. Còn dây này nó nguồn xuất xứ rõ ràng luôn, em mua ở những cái nơi rất là có uy tín luôn nhá. Em mua hộ các bác thôi. Cái này em lấy hộ các bác, lấy thừa một hai cái thì được, em tặng các bác một cái dây này đi nhá. Đấy thì đền ông mới 5500 DV, giá là 2.600.000, được tặng thêm cái dây quang về các bác cắm TV sắp bắt nhạc nhá. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.